Hỏi nó đi bạn ơi. Ủa? Nhớ đúng rồi. Ông quay đi, quay quay quay. Rồi. Hello, welcome teacher and em. Đáp lại. Go. Không điểm luôn rồi. Hệ tôi đi quân mà cho má hệ tôi đi giặt em đi quân đi. Không điểm. Hello, welcome teacher and everyone to good school for us. How good con sit up. Mỹ Uyên, Kiều Vi, Ngọc Diễm, Ngọc Trâm, Mỹ Anh, Hoài Trung, Trọng Chí. Mình là gì? Mình là chắc. And what do you do on the weekend? On weekend, I go to study group and play game. Quay vô cái chữ thích đúng rồi. The man then like make the winner play many chip for air and blood rotation. Addition, there will be volunteer to clean up. Tôi có nè. Ngoài trừ không điểm luôn. They have a clinic of a cat in many flame to keep the and keep the environment clean and green. And yoga and teacher for lesson. That's it. Oh. Ủa, gì vậy? Tiếp tục. Hát hả? À, hát hả? Đã vậy đi. Chị đã vậy mới quá phút hết rồi. Nãy giờ tao quay nãy giờ là trước 5 giây luôn. Để những câu hỏi rồi, đã vậy. Alright, now, let's see. Alright, now listen, this is for question, okay? What makes you join voluntary activity? What is your motivation in protecting the environment? What is your motivation in protecting the environment?
want to protect the environment? Why? Why do you want to protect the environment? All right, that's it. Thank you. Big clap for that.